nói một cách đơn giản trong bài học hôm nay mô đun hắc cử chỉ là một tập hợp các hàm kiểu và lớp kiểu liên quan có thể được import và sử dụng trong mã của bạn nhưng chúng còn hơn thế nữa mô đun cho phép chúng ta cấu trúc tái sử dụng và duy trì mã và môi trường của chúng ta Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách import module theo nhiều cách khác nhau để kiểm soát môi trường và không gian tên của chúng ta. Sau đó, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo các module của riêng mình vào cuối cùng. Chúng ta sẽ sẽ tìm hiểu về Prelude và các thư viện chuẩn. Bởi vì bây giờ, chúng ta đã bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn với hắc cử. Tùy theo chủ đề, tôi sẽ chỉ viết mã hoặc hiển thị các slide. Trong trường hợp này, sẽ hợp lý hơn khi sử dụng hack chỉ cần cấu trúc lại mã, vậy hãy cùng làm điều đó. Hãy bắt đầu. Giả sử ứng dụng của chúng ta cần thao tác với các tệp và thư mục. Chúng ta có thể sử dụng một module có tên system.directory có nhiều hàm hành động và loại liên quan đến thao tác với tệp và thư mục. Để import module này, chúng ta sử dụng từ khóa import theo sau là tên của module. Trong trường hợp này, system.directory bạn có thể thấy rằng máy chủ ngôn ngữ hắc cử đã đề xuất tự động hoàn và tiếp tục nào. Việc import module phải được thực hiện trước khi xác định bất kỳ hàm nào. Vì vậy việc import thường được thực hiện ở đầu tệp. Bằng cách thêm dòng mã này, chúng ta có quyền truy cập vào tất cả các hàm, hành động, loại và lớp kiểu của module system.directory. Bạn có thể kiểm tra mọi thứ đi kèm với mô đun này tại đây. Chúng ta truy cập hacker.org và tìm kiếm system.directory. Chúng ta nhấp vào đây trên mô đun system.directory và chúng ta nhận được mô tả ngắn. Mô tả đầy đủ và tất cả mã mà nó cung cấp. Một trong những hàm mà nó cung cấp được gọi là list directory hàm này liệt kê tất cả các mục trong một thư mục. Nó lấy một đường dẫn tệp và trả về ai âu của danh sách các đường dẫn tệp. Hãy xem đường dẫn tập tin là gì. Chỉ là một kiểu bí danh cho chuỗi. Hoàn hảo. Chúng ta có thể quay lại và kiểm tra điều này. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta có thể sử dụng điều này và nói list directory, các dấu chấm biểu thị thư mục hiện tại, nếu đánh giá biểu thức này chúng ta sẽ nhận được tất cả các tệp trong thư mục hiện tại hãy sử dụng điều này theo một cách nào đó giả sử chúng ta quyết định viết một hàm để tìm các tệp trong thư mục hiện tại có chứa một chuỗi nhất định như một phần của tên chúng để làm được điều đó chúng ta có thể tạo xác định hãy đóng hàm RAM đã xác định này lấy một chuỗi là cụm từ tìm kiếm mà chúng ta muốn sử dụng và nó trả về io của danh sách các đường dẫn tệp bây giờ chúng ta có thể tạo hàm này cần có cụm từ tìm kiếm và chúng ta sẽ thực hiện một số việc. Chúng ta cần tất cả các mục bên trong thư mục. Vì vậy chúng ta có thể gọi hàm lead directory, chúng ta chuyển thư mục hiện tại và liên kết kết quả của việc chạy hành động này với liên kết các mục import. Bây giờ chúng ta có danh sách đường dẫn tệp của tất cả các tệp. Trong trường hợp này, tất cả là như vậy, nhưng chúng có thể là bất kỳ thứ gì. Vì vậy chúng ta phải lọc chúng dựa trên cụm từ tìm kiếm của mình chúng ta có thể nói được rồi hãy gán found bằng thứ gì đó được tìm thấy và bây giờ chúng ta thực sự phải lọc tất cả các mục này chúng ta có thể dễ dàng tự tạo hàm lọc bằng một số phương pháp so khớp mẫu và đệ quy sẽ không phải là một ý tưởng tồi nếu bạn tự mình thực hành nhưng trên thực tế Hàm này nghe có vẻ đủ phổ biến để có sẵn như một thư viện và đúng như vậy, có một số module tên là data. lit chứa hàng tá hàm để làm việc với danh sách. Hãy import nó và bây giờ chúng ta có quyền truy cập vào mọi thứ bên trong module này. Một trong những hàm là ES Up hàm này nhận hai danh sách và trả về True nếu danh sách đầu tiên được chứa ở bất kỳ đâu trong danh sách thứ hai ở đây chúng ta nói rằng đối số đầu tiên là hắc cử và đối số thứ hai là tôi thực sự thích hắc cử vì hắc cử nằm trong đối số thứ hai nên nó trả về True. bất cứ điều gì khác nó trả về phone hoàn hảo chính xác những gì chúng ta cần chúng ta có thể sử dụng điều này để nói hãy lọc bằng cách sử dụng một số hàm của các mục. Thực ra, hàm này thực sự đơn giản vì công việc khó khăn được thực hiện bởi is Infix Vì vậy chúng ta muốn kiểm tra xem cụm từ tìm kiếm có phải là trung tố của bất cứ điều gì. Chúng ta sẽ chuyển đối số thứ hai rằng trong trường hợp này là các mục và thế là xong. Chúng ta có thể kiểm tra điều này một cách nhanh chóng. Chúng ta có thể nói file hs hồ sơ. Do đó, lệnh này sẽ lấy danh sách tất cả các tệp này và chỉ lọc những tệp có chứa chấm hồ sơ. Vì vậy chúng ta chỉ nên lấy một tập tin duy nhất. Mên chấm hồ sơ, đánh giá, hoàn thiện và nếu chúng ta nói hãy thay đổi cái này thành men, thì chúng ta sẽ nhận được tất cả các tệp. Chúng ta có thể nói kiểm tra tệp mới. Chúng lưu vào testme.txt đó và một tệp khác để nói testu.txt, chỉ để đảm bảo rằng nó hoạt động với nhiều tệp. và chúng ta phải kiểm tra xem nó có hoạt động không có tập tin nào không. À, không có tập tin nào chứa chuỗi A. Hoàn hảo. Bây giờ, để biến chương trình này thành một chương trình hắc cử thực sự, điều duy nhất chúng ta phải làm là tạo hành động chính và phần này sẽ thực hiện một số việc. Điều đầu tiên là vào bút LN Cung cấp cụm từ tìm kiếm và sau đó chúng ta sẽ vào Get Line và lưu kết quả chạy phần này vào sớt tơm. Bây giờ, chúng ta có cụm từ tìm kiếm do người dùng cung cấp. Chúng ta thực sự có thể tìm kiếm cụm từ đó bằng cách sử dụng Files và chúng ta liên kết kết quả của folder này với POSTING LN những mục này khớp với tìm kiếm của bạn và thế là xong And that's it. Hãy mở một terminal mới. Biên dịch main chấm hồ sơ và nếu chúng ta cố chạy chương trình chính này, hãy cung cấp cụm từ tìm kiếm. Vâng, các mục này khớp với tìm kiếm của bạn. T-E-S-T-M-E TXT và Su TXT. Hoàn hảo. Được rồi, hàm này có vẻ tại sao chúng ta gọi nó, nó là file Pram. Hãy loại bỏ Pram. Và ở đây chúng ta có thể thấy chúng ta có một lối thú vị. Nếu chúng ta di chuột qua nó, các nút có thể thay đổi trong phạm vi. Tất nhiên, chúng ta phải loại bỏ dấu hiệu. Được rồi, bây giờ sự xuất hiện mơ hồ của tìm. Nó có thể tham chiếu đến data lit file hoặc main.file. Được rồi, lỗi khá rõ ràng. Chúng ta có hai hàm có cùng tên. Một hàm mà chúng ta vừa viết trong tệp của mình và một hàm khác được import từ module data.list. Trình biên dịch không thực sự biết chúng ta đang đề cập đến cái nào khi sử dụng nó. Có nhiều giải pháp cho việc này. Tất nhiên, cách dễ nhất là thay đổi tên hàm của chúng ta. Nếu chúng ta có thể quay lại một chút và nói Được rồi, đổi tên hàm này và hãy gọi nó là findentries. Và lỗi đã biến mất. Nhưng điều này không giải quyết được vấn đề cơ bản là môi trường viết mã của chúng ta bị loạn với hàng tá hàm và loại của cả system.directory và data.list mà chúng ta không định sử dụng. Điều này có thể gây ra đủ loại rắc rối. Giải pháp tốt hơn là import một hàm hoặc kiểu hoặc lớp cụ thể thay vì toàn bộ mô đun. Hãy làm theo cách đó. Đầu tiên, chúng ta thay đổi liên kết thành tên trước đó và bây giờ chúng ta lại gặp lỗi. Chúng ta có thể đi đến phần import data.list và nói được rồi. Thay vì import toàn bộ data.list, Chúng ta hãy import hàm ES in fix up và Đúng. thế thôi. Chúng ta vừa thêm hàm mà chúng ta cần vào bên trong các dấu ngoặc đơn ở bên phải phần import. Điều này phổ biến đến mức mấy chủ ngôn ngữ của chúng ta đã đề xuất chúng ta sử dụng nội dung import theo cách đó. Chúng ta có thể nhấp vào đây và mọi thứ chúng ta thực sự sử dụng sẽ được thêm vào câu lệnh import. Bằng cách đó, chúng ta không import nhiều hơn những gì chúng ta cần và nếu cần import nhiều hơn một, Chúng ta chỉ cần thêm nó, phân tách bằng dấu phẩy. Ví dụ, nếu muốn sắp xếp các mục trước khi trả về, chúng ta có thể import hàm sort từ đây tờ chấm lít và đi đến tất cả các mục đã lọc và nói. Được rồi, bây giờ hãy sắp xếp chúng. Cảm ơn bạn, và tiếp tục nào. Bây giờ, hàm xác định lấy tất cả các tệp trong một thư mục, lọc chúng dựa trên cụm từ tìm kiếm mà chúng ta cung cấp, sau đó sắp xếp chúng và trả về mọi thứ cho hàm chính bằng cách đó chúng ta có thể tiếp tục bổ sung các hàm mình cần khi cần cuối cùng nếu chúng ta cần nhiều hàm của một mô đun việc import từng hàm một có thể phức tạp và chúng ta có thể thu được một danh sách khổng lồ các hàm chứa gần như toàn bộ mô đun đối với những trường hợp đó chúng ta có thể sử dụng từ khóa hidden. Ví dụ, giả sử rằng hàm file của chúng ta chỉ là một trong nhiều hàm từ data.list trong tệp của chúng ta. Thay vì viết tất cả các hàm mà chúng ta sử dụng, chúng ta chỉ có thể nói, Được rồi, đưa cho tôi toàn bộ mô đun ẩn hàm file đi. Vì vậy, trong trường hợp này, chúng ta đang import toàn bộ mô đun data.list ngoại trừ hàm file. Đi. Và đó là cách bạn có thể kiểm soát môi trường của mình trong khi import nhiều module. Nhưng còn một trường hợp nữa mà hiện tại chúng ta chưa có giải pháp. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta import hai module có hàm có cùng tên? Ví dụ, chúng ta có thể import module data.map Module này có các loại và hàm cho phép bạn lưu trữ các liên kết giữa các khóa và giá trị duy nhất. Hiện tại, đừng lo lắng về điều đó. Chúng ta sẽ xem xét kỹ module này trong các bài học sau. Điều thú vị ở đây là cả data.map và data.list đều cung cấp một hàm gọi là filter. Tương tự như trước đây, ambiguous data.list.filter data filter Chúng ta có sự xuất hiện không rõ ràng của filter vì chúng ta có thể tham chiếu đến data.list.filter hoặc data.map.filter. Chúng ta có thể giấu một trong hai thứ đó. Trong trường hợp này, chúng ta thực sự không sử dụng hàm filter cho map. Nhưng hãy tưởng tượng chúng ta đang viết một chương trình lớn và thực tế chúng ta đang sử dụng filter của cả hai module chúng ta muốn cả hai bộ lọc trong mã của chúng ta trong trường hợp này chúng ta không thể thay đổi bất kỳ tên nào của chúng vì chúng ta đang import cả hai tên này từ các mô đun mà chúng ta không kiểm soát bây giờ là lúc các không gian tên có ích không có tất cả các thuật ngữ không gian tên là một môi trường được tạo để chứa một nhóm tên chúng ta đã nói về môi trường không trích dẫn của chúng ta như một thứ duy nhất một không gian chứa các hàm kiểu và lớp kiểu của chúng ta được trộn lẫn với nhau. Nhưng nhờ các module, chúng ta có thể có các môi trường hoặc không gian tên khác nhau. Và thật dễ dàng như việc thêm một từ vào quá trình import. Từ này đủ điều kiện bằng cách thêm từ khóa đủ điều kiện sau khi import, thay vì thêm tất cả mã của data-map và môi trường của chúng ta chúng ta tạo một mã mới gọi là data.map chứa tất cả mã đó. Theo cách đó, mỗi lần chúng ta muốn sử dụng một hàm từ module data.map này, chúng ta phải thêm tiền tố data.map vào trước nó. Tất cả mã đó đều nằm trong không gian tên data.map. Và như bạn có thể thấy, những điều này giải quyết được vấn đề thực tế của chúng ta vì bây giờ hắc cử biết rằng bộ lọc này là từ đây tờ chấm lit chứ không phải từ đây tờ chấm map bởi vì để thực sự sử dụng bộ lọc từ đây tờ chấm map chúng ta phải viết đây tờ chấm map filter thế đấy và sau đó chúng ta phải chuyển các tham số để chỉ ra cách chúng ta có thể sử dụng mã từ đây tờ chấm map Hãy lấy danh sách các mục import bộ lọc và thứ tự đó và chuyển chúng thành map. Hãy đến đây và tạo một dạng buộc mới gọi là Pound Map. Và có một hàm để chuyển đổi ít nhất hai map bên trong thư viện data.map được gọi là map.fg. Ôm như bạn có thể thấy nó cần một danh sách các bộ dữ liệu hãy mở thông tin này nó nhận một danh sách các cặp trong đó giá trị đầu tiên là khóa và giá trị thứ hai là giá trị đây là một ví dụ về cách nó trông như thế nào chúng ta có các giá trị danh sách tìm thấy là các giá trị nhưng chúng ta thực sự cần chúng với các khóa duy nhất để làm được điều đó. Chúng ta có thể sử dụng các hàm mà chúng ta đã học trước đó. Ví dụ, hàm zip nhận vào hai danh sách và nén chúng lại với nhau theo cặp. Và hàm này, chúng ta cần chìa khóa. Để đảm bảo chúng là duy nhất, chúng ta chỉ cần sử dụng danh sách từ một đến vô cùng. Và chúng ta sẽ nói rằng đây là một danh sách các số nguyên. Và chúng ta cần danh sách thứ hai là Paulit. Và thế là xong. Dòng này chuyển đổi danh sách các mục thành map các cặp chứa khóa duy nhất có giá trị các mục. Bây giờ chúng ta phải trả lại cái này. Thay vì trả về found, chúng ta trả về found map. Và chúng ta gặp lỗi vì found map thuộc loại map của int của string s. Giá trị đầu tiên là loại khóa, giá trị thứ hai là loại giá trị và hắc cử không thể khớp với loại mà chúng ta thông báo nếu chúng ta sẽ quay lại và loại mà chúng ta thực sự sẽ quay lại chúng ta phải thay đổi loại mà chúng ta đang quay lại để cập nhật map.fr omlit thuộc loại int và string và bạn thấy đấy bây giờ nó hoạt động hãy thử nó. Giả sử GHC men biên dịch. Hoàn hảo. Bây giờ, hãy chạy nó. Cung cấp cụm từ tìm kiếm. Hãy đặt TXT. Những mục này phù hợp với tìm kiếm của bạn. Như bạn có thể thấy, bây giờ nó không chỉ là danh sách các chuỗi mà còn là danh sách các bộ dữ liệu có mã định danh và giá trị duy nhất nhưng nó vẫn tìm thấy tất cả các tệp trong thư mục hiện tại thực sự khớp với cụm từ tìm kiếm của chúng ta. Hoàn hảo. Với tính năng cuối cùng này, chúng ta có được quyền kiểm soát hoàn toàn môi trường của mình. Mặc dù việc viết đây tờ chấm mắt ở mọi nơi sẽ cũ khá nhanh và nếu chúng ta đủ điều kiện import bằng tên dài hơn hoặc đủ điều kiện cho một số module, mã của chúng ta bắt đầu trở nên lộn xộn và khó đọc hơn may mắn thay, hắc cử cho phép chúng ta đổi tên các không gian tên thành một tên thuận tiện hơn. Ví dụ, chúng ta có thể truy cập phần import module data map này và nói add map. Bây giờ, thay vì đặt mọi thứ được import từ module data map vào trong một không gian tên có tên là data map, nó đặt nó vào một không gian tên có tên là map bây giờ trong mã của chúng ta chúng ta có thể bỏ đây tờ và nó hoạt động giống như trước lưu ý rằng tên module được viết hoa nếu bạn đổi tên chúng tên mới này cũng phải được viết hoa và mẹo cuối cùng chúng ta có thể kết hợp tất cả các kỹ thuật khác nhau này ví dụ nếu hai mô đun thực hiện cùng một công việc và không có bất kỳ xung đột tên nào. Chúng ta có thể đặt cho chúng cả hai không gian tên cùng tên và coi chúng như thể chúng đến từ một mô đun duy nhất. Điều này hiện không áp dụng được nhưng có một sự kết hợp import áp dụng được. Hàm phay của chúng ta trông khá tốt. Nhưng có một điều khiến tôi khó chịu là mép chấm map này. Tôi không bận tâm đến map.fg, omelette. Thực ra tôi thích nó hơn. Điều đó cho tôi biết rằng fromlit xuất phát từ module data.map. Nhưng map.map .map là loại dư thừa. Tất nhiên, hàm tạo kiểu map đó xuất phát từ module data.map. Hãy kết hợp một vài lần import để tránh sự dư thừa này chúng ta có thể đi đến lần import đầu tiên và nói. Được rồi, import toàn bộ mô đun data dưới dạng map, nhưng ẩn hàm tạo map, và sau đó, trong một lần import riêng biệt khác. Chúng ta có thể nói, import data map, vì vậy bằng cách ẩn hàm tạo kiểu map khỏi các lần import đủ điều kiện và import nó riêng biệt về cơ bản chúng ta loại bỏ hàm tạo kiểu map khỏi không gian tên map và thêm nó vào không gian tên chính của chúng ta bây giờ chúng ta có thể xóa không gian tên này và chúng ta nhận được phiên bản cuối cùng của mã mọi thứ đều giống nhau nhưng bây giờ khai báo phải dễ đọc hơn một chút và đó gần như là tất cả mọi thứ về việc import module và quản lý môi trường của riêng bạn. Nhưng hãy nhớ rằng chúng ta đã nói rằng các module cũng cho phép chúng ta cấu trúc tái sử dụng và duy trì mã của riêng mình tốt hơn. Hãy xem làm thế nào. Để làm được điều đó, trước tiên chúng ta sẽ xóa mọi thứ, đồng thời sao chép và dán một số mã phức tạp hơn một chút. Trước khi bắt đầu, hãy loại bỏ tất cả điều này. Được rồi. Bây giờ tôi đã có một phương án rõ ràng mà chúng ta có thể làm việc cùng. Hãy tạo một trò chơi trong đó người chơi băng qua một khu forest và cố gắng tìm chỗ ngồi tiếp theo trước khi hết sức chịu đựng. Đầu tiên, chúng ta tạo kiểu dữ liệu forest. Mỗi khu forest có thể là lối ra hoặc đường mòn chứa ba phần khác nhau bên trong. A à, đại diện cho lượng sức chịu đựng được tiêu hao khi đi xuống các sợi chỉ. Điều này có thể được biểu thị bằng bất kỳ giá trị số nào. Một ví dụ về khu forest có thể là cấu trúc này ở đây. Chúng ta có forest cấp một nhận bất kỳ loại nào là phiên bản của lớp kiểu odd và lớp kiểu num. Đó là bởi vì chúng ta muốn có thể so sánh giá trị để kiểm tra xem người chơi đã hết sức chịu đựng hay chưa và cả về số vì chúng ta muốn có thể thực hiện các phép toán trên đó. Chúng ta có forest cấp một bắt đầu bằng một con đường có ba khu forest khác nhau. Để chạy qua đường mòn đầu tiên, bạn phải tiêu tốn ba sức chịu đựng nếu vô tình chọn con đường đầu tiên bạn phải tiêu hao bảy sức chịu đựng và cuối cùng bạn phải lựa chọn giữa ba tùy chọn này cái đầu tiên tiêu thụ ba cái thứ hai bốn cái thứ ba năm và không quan trọng bạn chọn cái nào bạn sẽ tìm thấy lối ra như bạn có thể thấy cuối cùng bạn luôn tìm được lối thoát Trò chơi ở chỗ bạn phải tìm lối ra trước khi cạn kiệt sức chịu đựng. Trong trường hợp bạn có 10 sức chịu đựng. Trước tiên bạn tiêu tốn 3, sau đó là 7 và sau đó dù bạn chọn phương án nào cũng không quan trọng. Bạn sẽ chết trước lối ra vốn là con đường sai lầm. Bạn cần thử lại bằng một con đường khác. Trong trường hợp này, trước tiên bạn tiêu thụ 3, sau đó lại tiêu thụ 3. rồi lại ba vậy là chín bạn tìm thấy lối ra trước khi hết sức chịu đựng chúng ta có khu forex của chúng ta bây giờ hãy tạo các chuyển động mà người chơi có thể thực hiện vì trong mỗi đường mòn chúng ta có ba lựa chọn chúng ta có thể tạo một kiểu dữ liệu về các nước đi có sẵn có nội dung được rồi các nước đi có sẵn là tiến lên sang trái hoặc sang phải bây giờ chúng ta đã có sẵn các bước di chuyển vào khu forex chúng ta thực sự có thể tạo ra một hàm đi qua khu forest dựa trên chuyển động do người chơi chọn chúng ta tạo ra hàm move hàm move là hàm thực hiện hành động áp dụng một chuyển động cho forest hiện tại để có được trạng thái mới của forest nó cần một bộ dữ liệu chứa các giá trị hiện tại về sức chịu đựng của người chơi và khu forest hiện tại sau đó nó thực hiện chuyển động đã chọn và trả về một bộ dữ liệu chứa các giá trị mới về sức chịu đựng của người chơi vào khu forest mới trường hợp đầu tiên là dễ dàng trong trường hợp chúng ta tìm thấy lối ra chúng ta trả về các giá trị giống như giá trị chúng ta được cung cấp không có gì thay đổi trong trường hợp không tìm được lối ra. Chúng ta phải kiểm tra xem người chơi đã chọn chuyển động nào. Và nếu nó nói, Được rồi, đi bên trái. Tốt hơn chúng ta nên kết hợp khu Forest để lấy lượng sức chịu đựng mà nó tiêu thụ vào đường nhỏ bên trái. Đồng thời chúng ta trả lại lượng sức chịu đựng mà người chơi có trừ đi lượng sức chịu đựng mà con đường đó tiêu thụ và đường mòn bên trái là khu Forex mới của chúng ta. Chúng ta làm tương tự cho việc đi tiếp và đi sang phải. Thế là xong. Bây giờ, hãy tạo hành động chính của chương trình của chúng ta. Hãy đóng cái này lại để chúng ta có thể nhìn thấy nó rõ hơn. Hành động chính của chương trình của chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách in một thông báo giải thích tình huống cho người chơi và sau đó chúng ta bắt đầu vòng lặp trò chơi, Hàm vọng lập trò chơi lấy tham số là trạng thái hiện tại của trò chơi. Khi bắt đầu là giá trị được mã hóa cứng là 10 cho sức chịu đựng và toàn bộ Forest cấp 1. Sau đó nó xác định những việc cần làm cho cả ba trường hợp có thể xảy ra. Trong trường hợp chúng ta tìm thấy lối ra, chúng ta chỉ in ra này. Xin chúc mừng bạn đã tìm thấy lối ra và thế là xong chương trình chấm dứt nếu người chơi hết sức chịu đựng chúng ta sẽ in này bạn đã hết sức chịu đựng và chết và thế là xong chương trình kết thúc như bạn có thể thấy chúng ta khớp mẫu về sức chịu đựng và chúng ta kiểm tra xem sức chịu đựng có nhỏ hơn hoặc bằng không hay không cuối cùng nếu cả hai trường hợp này đều không trùng nhau thì chúng ta vẫn còn sức chịu đựng và chưa tìm được lối ra Chúng ta lấy cả sức chịu đựng vào khu forest rồi in ra một thông báo có nội dung này, bạn có nhiều sức chịu đựng như vậy mà vẫn đang ở trong forest. Hãy chọn một con đường, chúng ta sử dụng hành động hướng dẫn để nhận phản hồi từ người dùng. Sau đó chúng ta gọi đệ quy hàm vòng lập trò chơi với kết quả là áp dụng hàm move mà chúng ta vừa tạo cho trạng thái hiện tại của trò chơi và bất cứ điều gì người dùng chọn. Chúng ta sử dụng hàm viết để chuyển đổi chuỗi mà hành động hướng dẫn cung cấp thành giá trị di chuyển có sẵn. Hàm move này sẽ trả về trạng thái mới của trò chơi và cung cấp trạng thái đó cho hàm vòng lặp trò chơi. Đồng thời, nó sẽ tiếp tục chạy cho đến khi chúng ta hết thể lực hoặc rời khỏi khu forest. Đó là nó. Hãy thử nó. GHC chính. Bạn đang bị mắc kẹt trong một khu forest. Cố gắng trốn thoát. Hãy nhớ rằng bạn sẽ mất sức chịu đựng sau mỗi bước đi. Bạn có 10 sức chịu đựng và bạn vẫn đang ở trong forest. Chọn một con đường. Nhà thám hiểm dũng cảm rẽ trái, rẽ phải hoặc đi tiếp. Được rồi, cứ thử xem quẹo trái, bạn có bảy sức chịu đựng và bạn vẫn đang ở trong forest. Chọn lại một con đường. Quẹo trái, sức chịu đựng ngẫu nhiên mới, chết và chương trình kết thúc. Hoàn hảo, và hãy cố gắng thực sự giành chiến thắng. Tiến triển, bạn có nhiều sức chịu đựng quẹo trái, tôi nghĩ cái này và đi. Vâng, xin chúc mừng bạn đã tìm thấy lối ra. Đó là trò chơi của chúng ta. Đây là một trò chơi khá đơn giản. Nhưng hãy tưởng tượng rằng bạn muốn cải thiện trò chơi, làm cho nó lớn hơn, làm cho nó có nhiều tùy chọn hơn. Vân vân nếu bạn tiếp tục sử dụng tệp này, nó sẽ bắt đầu trở nên cồng kềnh, lớn và không thể quản lý được hãy sử dụng các mô đun để sắp xếp mã của chúng ta. Chúng ta sẽ bắt đầu với mô đun quan trọng nhất. Mô đun chính, bạn có để ý rằng tên tệp là main có chữ hoa không? Đó là mục đích. Bởi vì mọi dự án hắc cử đều phải có một mô đun chính. Nếu chúng ta lên trên cùng và ở đây chúng ta viết ra mô đun chính ở đâu, chúng ta đã tạo ra mô đun đầu tiên của mình dòng này cho biết được rồi tệp này chứa mô đun chính nơi tất cả những thứ này được xác định bây giờ hãy tổ chức việc này hãy làm cái này nhỏ hơn một chút chúng ta có mã liên quan đến khu forest thực tế mã liên quan đến chuyển động và hành động của người chơi cũng như các hành động chính của chúng ta. Hãy bắt đầu bằng cách tạo một thư mục có tên forest và bên trong thư mục forest này, chúng ta muốn tạo một tệp mới có tên level một chấm hồ sơ. Ví dụ. Trong tập này, chúng ta muốn đặt mọi thứ liên quan đến forest cấp 1. Như bạn có thể thấy, với cốt đã gợi ý viết ra module forest level 1 ở đâu. Vì vậy hãy nhấp vào đây và bây giờ chúng ta có tên module của mình. Lưu ý rằng tên của module có liên quan đến vị trí trong cấu trúc thư mục. Vì tệp này được gọi là Level 1 chấm hồ sơ, nên tên của mô đun là Level 1. Và vì tệp này nằm trong thư mục Forest, nên mô đun bắt đầu bằng Forest, ý nghĩ, tên của mô đun, và đó là lý do tại sao trong các ví dụ trước chúng ta có những hệ thống này chứa các thư mục vì mã liên quan đến thư mục nằm trong thư mục liên quan đến hệ thống. Hãy di chuyển mã. Tôi muốn cấu trúc dữ liệu của Forest và Forest thực tế. Tôi muốn nó bên trong module Forest Level một của tuyệt vời. Vậy hãy lưu lại. Và bây giờ chúng ta tất nhiên có lỗi ở đây vì mọi thứ liên quan đến Forest đều biến mất. Nhưng nó ở đây. Vì vậy hãy import nó giống như cách chúng ta đã import các mô đun hắc cử tiêu chuẩn này. Chúng ta nói import Forest, level 1. Và thế là xong. Lưu ý rằng quá trình import cũng tuân theo cấu trúc thư mục và ở đây với cốt được gợi ý rằng chúng ta viết các mục import cụ thể hơn. Hãy nhấp vào đây và điều này có vẻ quen thuộc. Chúng ta đã biết rằng đây là hàm đang import, nhưng đây là hàm mới. Trên thực tế, ở đây, chúng ta đang import loại forest với tất cả các hàm tạo của nó. Ở đây, chúng ta có thể viết acid để chỉ import hàm tạo acid hoặc do acid và tiêu để import cả hai hàm tạo. nhưng nếu bạn dự định import mọi thứ bạn chỉ cần viết chấm chấm và tất cả các hàm tạo sẽ được import trong trường hợp bạn tình cờ thay đổi hàm tạo của forex bạn không phải thay đổi bất kỳ điều gì ở khía cạnh import của mọi thứ bây giờ hãy chuyển mã liên quan đến chuyển động sang mô đun riêng của nó hãy tạo một thư mục tên là user và bên trong user tôi muốn tạo một thư mục khác tên là actions và bên trong actions tôi sẽ tạo hai tệp thứ chúng ta cần là move ý tôi là chúng ta chọn đặt tên nó là move bạn có thể đặt tên theo cách bạn muốn nhưng chúng ta muốn đặt mọi thứ liên quan đến chuyển động vào đó nhưng tôi đã tạo thư mục Action này vì tôi nghĩ trong tương lai tôi sẽ muốn cung cấp các hành động khác. Điều gì đó giống như tấn công. Chỉ để tấn công kẻ thù hay bất cứ điều gì. Đây chỉ là một ví dụ phức tạp. Hoạt động import và export của chúng ta thú vị hơn. Chúng ta hãy đi tới main. Và ở đây chúng ta muốn lấy tất cả những thứ này và đặt nó ở đây. Như thế này, nó sẽ không hoạt động vì chúng ta thực sự không có tên của mô Hãy tạo một mô đun có tên User, Actions, Move nơi chứa tất cả hoàn hảo. Tất nhiên, chúng ta có lỗi là chúng ta không có quyền truy cập vào forest. Nhưng chúng ta đã biết cách giải quyết vấn đề này. Import Forest, Level 1 và trong trường chúng hợp này, chúng ta chỉ muốn hàm tạo. Chúng ta thực sự không cần cấp độ vì chúng ta không sử dụng nó. Bây giờ chúng ta hãy quay lại main và Import User, Actions, Move. thế đấy, làm theo quy trình này. Bạn có thể có mã có cấu trúc tốt hơn và bạn biết phải đi đâu khi thực sự muốn sửa đổi. Thực hiện thay đổi hoặc tạo nội dung mới. Một điều thú vị mà chúng ta cũng có thể làm với export là chúng ta có thể nói chính xác những gì chúng ta muốn export. Ở đây, hãy tưởng tượng chúng ta có một hàm trợ giúp và hàm trợ giúp này được tạo ra chỉ để sử dụng bên trong mô-đun này chúng ta không muốn cung cấp các hàm này cho bất kỳ ai khác. vì vậy chúng ta có thể chuyển sang phần xuất module và nói xuất không có gì. trong trường hợp này chúng ta không export bất cứ thứ gì. ở đây chúng ta gặp lỗi vì module này không xuất cái này. chúng ta có thể đến đây và nói được rồi xuất forest với tất cả các hàm tạo này bởi vì chúng ta cũng có thể chọn chỉ xuất forex mà không có bất kỳ hàm tạo nào hoặc chỉ với hàm tạo exit không phải hàm tạo tiêu trong trường hợp này chúng ta muốn tất cả các hàm tạo nên chúng ta chỉ cần đặt hai dấu chấm thế là xong chúng ta vẫn gặp lỗi vì chúng ta không có level một forex vì vậy hãy đến đây và nói rằng chúng ta cũng muốn xuất level một forex bây giờ nếu ai đó muốn truy cập hàm trợ giúp từ quá trình import họ không thể truy cập vì mô đun này cho biết mô đun này không xuất hàm trợ giúp bằng cách đó bạn có thể thoải mái tạo bất kỳ thứ gì bạn muốn bên trong mô đun hàm trợ giúp loại trợ giúp bất kỳ thứ gì sau đó chỉ cần xuất tập hợp con mã mà bạn thực sự muốn cung cấp cho người dùng cuối của mô đun bây giờ một vài chi tiết bạn chỉ có thể có một mô đun cho mỗi tệp bạn không thể tạo hai mô đun trong một tệp ngoài ra các mô đun không phải là giá trị hạng nhất bạn không thể chuyển các mô đun bên trong các hàm như số hoặc các hàm và kiểu khác bây giờ chúng ta đã biết cách làm việc với các mô đun hãy tìm hiểu về mô đun prelude nổi tiếng nhất khi làm việc với ghci hoặc viết mã hắc cử của riêng bạn một số hàm sẽ có sẵn theo mặc định ví dụ, hét len vân vân đây là, bởi vì những hàm đó là một phần của mô đun có tên prelude được import theo mặc định. Từ prelude có nghĩa là phần giới thiệu về một thứ quan trọng hơn. Đó là mã và các mô đun bạn sẽ viết. Mô đun prelude cung cấp các hàm cơ bản. Kiểu dữ liệu và lớp kiểu mà nhà phát triển trung bình có thể cần cho mã của họ. Ngoài Prelude, còn có các thư viện tiêu chuẩn khác không được import theo mặc định nhưng có sẵn để import mà không cần bạn phải tải xuống riêng. Nhưng chúng ta bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua những thứ đó. Hãy cùng khám phá tài liệu này một chút. Chúng ta có tên của module ở đây, prelude và nội dung của nó được sắp xếp theo các danh mục, loại tiêu chuẩn, lớp kiểu và các hàm liên quan, thao tác danh sách, chuyển đổi qua lại chuỗi đầu vào và đầu ra cơ bản. Nếu tiếp tục cuộn xuống, chúng ta sẽ có định nghĩa chung về nội dung của mô đun và sau đó chúng ta bắt đầu với mã thực tế. Điều đầu tiên chúng ta có ở đây là kiểu dữ liệu Boolean. Như chúng ta đã biết, kiểu dữ liệu Boolean có hai hàm tạo sai và đúng và ở đây chúng ta có tất cả các phiên bản đi kèm với mô đun. Chỉ cần nhìn vào tài liệu này, chúng ta biết rằng chúng ta có thể chuyển đổi bu liền thành chuỗi, có thể so sánh đẳng thức và bất đẳng thức, vân vân và sau đó, chúng ta có các hàm liên quan đến loại đó. Trong trường hợp này, chúng ta có ba, bu liền N, bu liền O và bu liền NOT. Chúng ta có tên của hàm cùng với loại. Tính cố định và mô tả ngắn gọn về hàm của hàm. Và nếu điều đó vẫn chưa đủ đối với bạn, bạn cũng có tùy chọn xem mã nguồn bằng cách nhấp vào đây. Như bạn có thể thấy, đây là cách toán tử Boolean N được định nghĩa trong mã nguồn hắc cử. Ở đây chúng ta cũng có định nghĩa Boolean O và Boolean NOT. Như bạn có thể thấy, những định nghĩa này gần như giống với những gì bạn sẽ làm nếu phải định nghĩa chúng. Không đúng là sai, không đúng tất cả, vân vân nhưng có những định nghĩa khác sử dụng hắc cử nâng cao hơn như những định nghĩa này. Ở giai đoạn này, việc xem mã nguồn có thể giúp bạn hiểu được hàm. Hãy quay lại và sau các hàm này, chúng ta chuyển sang kiểu dữ liệu tiếp theo với phần giải thích hàm tạo tất cả các phiên bản và hàm của nó trong trường hợp này chỉ một một kiểu dữ liệu khác vân vân ngoài ra bạn có thể xem các định nghĩa thực tế của các thể hiện nếu bạn nhấp vào đây và bạn có thể thấy rằng đẳng thức của bool có hai phương thức bằng bằng và không bằng và bạn có thể bấm vào đây bạn có thể xem loại lớp, mức độ cố định và giải thích về lớp kiểu này. Và chúng ta cũng có thể xem mã nguồn. Và bạn sẽ thấy rằng định nghĩa thực tế của lớp kiểu equality giống như định nghĩa chúng ta đã làm trong bài học trước. Với một số chi tiết bổ sung ở đây, nhưng chúng ta sẽ tìm hiểu về điều đó trong một bài học sau. Và đó là khá nhiều nó bây giờ điều tôi muốn bạn làm bài tập về nhà cho bài học này là đọc qua mọi thứ được cung cấp trong prelude tuy nhiên trong đó cũng có rất nhiều nội dung chúng ta chưa đề cập đến và điều đó phụ thuộc vào các khái niệm mà chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn trong khóa học này không cần thiết bạn phải hiểu mọi thứ mục tiêu là để có ý tưởng về những gì module prelude cung cấp sử dụng nó như một bản cập nhật về tất cả các hàm kiểu và lớp kiểu mà chúng ta đã sử dụng cho đến nay và làm quen với việc đọc tài liệu chính thức. Và đó là tất cả cho ngày hôm nay. Hãy nhớ làm bài tập về nhà và tôi sẽ gặp bạn ở bài tiếp theo. Các bạn vừa nghe xong video được dịch thuật và lồng tiếng bởi nhóm Phi Chúc các bạn thu lượng được nhiều kiến thức bổ ích cardano.vn xin hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.